di đà vô lượng thọ vô lượng quan như lai nguyện cho hết thị chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và quả nước cực lạc thanh tịnh tra nghiêm con nay quy y pháp môn tịnh độ tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thị chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành tật cuối tháng này con nay quy y Đức Quang Thế Âm Bồ Tát Đức Đại Thế Chí Bồ Tát Và Thanh Tịnh Đại Hại Chúng Bồ Tát Nguyện cho hết thị chúng sanh Đều phát Bồ Đề Tâm Sanh về cực lạc Nhập Thanh Tịnh Chúng Chống thành Phật Đạo Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa Chủ Giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Địa Điểm Giảng Đường Hoa Hiên Malaysia Thời Gian Ngày 12 tháng 8 năm 2010 Tập 110 Chư vị Pháp Sư Chư vị Đồng Học Xin mời ngồi xuống Xin xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải Trang 129 Xem từ giữa dòng thứ hai Từ dưới đếm lên Gia tường sớ dân Tam hữu chi khổ Tức tam giới sanh tử Cố dân tam khổ Chân giải dị tường thích di ổn chỉ gia tường sư Chi thích cánh gì ổn thọ Ổn trọng Thọ đáng Trước hết Chúng ta nói đến tam hữu Đây là danh từ Phật học Tam là tam giới Theo lời chú thích trong ngoạc đơn Chính là dục giới hữu Sắc giới hữu Vô sắc giới hữu Nên gọi là tam hữu Hữu là gì? Có nhân Có nhân Đương nhiên có quả báo hữu ở đây là có nhân, chúng ta có cái nhân dục giới, gặp duyên, hiện tượng dục giới, ban hiện tiền, sắc giới là phân biệt, vô sắc giới là vọng tưởng. Kinh Hoa Nghiêm nói là Chấp trước Phân biệt vọng tưởng Đương nhiên Trong tam giới Ba thứ ấy đều có Chỉ là xét coi thành phần nào nhiều nhất Trong mỗi cõi Dục giới Chấp trước Vô cùng nghiêm trọng lại còn kèm thêm phân biệt và vọng tưởng Đó là cái nhân của dục giới Sắc giới chấp trước nhẹ nhàng Nhưng phân biệt khá nặng Đó là sắc giới Tuy nói khá nặng Vẫn nhẹ hơn dục giới rất nhiều Rốt cuộc người ta ở trong 18 tầng trời của sắc giới Vô sắc giới hoàn toàn là mê hoặc Tức là dòng tưởng Nên họ chưa thể giác ngộ Chưa thể vượt thoát tam giới Tam giới là lục đạo Vượt thoát tam giới cũng là vượt thoát lục đạo luân hồi Nói theo Phật Pháp, chúng là kiến từ phiền não, trần sa phiền não và vô minh phiền não. Ba thứ phiền não ấy đều trọn đủ, nên tam hữu đều khổ. Quả báo ở trong tam đồ lục đạo rất khó vượt thoát có thể nói là chẳng gặp phật pháp thì căn bản là chẳng thể nào vượt thoát trong các tôn giáo có giáo dục rất tốt quá nữa là dạy quý vị đoạn ác tu thiện Thật sự có thể đoạn ác tu thiện Thì trong lục đạo chỉ có thể giữ sao cho chẳng đọa trong tam ác đạo Luân chuyển trong hai đường trời người Trạng huống ấy vẫn tốt hơn trong tam ác đạo rất nhiều Bởi đó là phước báo nhân thiên Phước Nhất định phải do chính mình tu Một đoạn kinh văn dài trong phần trước Nhằm dạy chúng ta tu phước Tu phước còn phải có trí huệ Có trí huệ thì quý vị mới nhận biết phước điện thật sự Nếu quý vị chẳng nhận biết phước điện thật sự Ngỡ giả là thật không chỉ chẳng gieo phước Mà còn gây tạo tội nghiệp Làm mất rồi Vì vậy trí huệ rất trọng yếu Kinh Đại Thừa Còn gọi ba thứ phiền nào ấy Là kiến tư thập sự Toàn là nói đến chấp trước Là một vấn đề nghiêm trọng trong lục đạo Kiến là năm loại sai lầm to lớn Trong cách nhìn Tư là tham sân si mạng nghi Năm thứ ấy là tư tưởng sai lầm Tạo thành nghiệp nhân sanh tử trong tam giới đó là các nỗi khổ trong tam hữu đối với các giải thích này của ngài gia tường pháp sư đạo ẩn của nhật bản cũng khẳng định các giải thích ấy rất hay chúng ta xem phần kế tiếp cái trừ tam hữu sanh tử chi khổ cánh hợp tịnh tông chi chỉ Nói về tông chỉ tu học của tịnh độ tông chúng ta Chân giải thích kinh giang viết Như lai đại y dương Năng tri kỳ bệnh Ứng bệnh giữ dược Trị tam hữu chi khổ Bệnh hữu chúng đa Pháp dược diệt đa Cố dân trừ pháp dược Đây là một đoạn giải thích trong sách chân giải như lai là nói hết thể chư phật đều gọi là như lai sánh với chúng sanh trong lục đạo và trong mười pháp giới giống như các bệnh nhân trong bốn thánh pháp giới bệnh nhẹ hơn một chút chúng sanh trong lục đạo bị bệnh rất nghiêm trọng vô cùng nghiêm trọng những gì ấy biết hết thảy chúng sanh mắc bệnh gì chư phật như lai biết vì sao các ngài biết các ngài đã kiến tánh mẫu chốt của căn bệnh ở chỗ nào. Không gì chẳng biết. Chỉ cần kiến tánh thì không gì chẳng biết. Không gì chẳng thể. Quý vị biết cái gốc bệnh của họ ở chỗ nào? Bàn ứng theo chứng bệnh mà cho thuốc. Uống thuốc vào hết bệnh. Thật sự chữa lành bệnh, vì thế nói là ứng bệnh giữ dược. Toàn là tỷ dụ chúng sanh lắm nổi mê hoặc. Lắm tập khí phiền não. Nên tạo tác vô lượng vô biên tội nghiệp Những gì quý vị đã tạo Nhất định phải thọ báo Chẳng phải là tạo rồi bèn hết chuyện Đức Phật dạy chúng ta Tu Pháp môn sám hối tội từ tâm khởi thì vẫn phải dùng tâm để sám sám trừ nghiệp chướng tội bèn tiêu tội đã tiêu có phải là nghiệp chướng chẳng còn nữa hay không không luôn luôn là như thế vì sao trong tâm chúng ta đã chẳng còn nghiệp chướng, nhưng tổn thương, làm hại các chúng sanh, họ còn có nghiệp chướng hay không? Nếu họ vẫn còn có nghiệp chướng, sẽ ghi hận, hoán cừu chẳng báo chẳng được. Ta tuy thành Phật, thành Bồ Tát Vẫn là đối tượng báo cừu của họ Phật Bồ Tát có phải chịu quả báo hay không? Phải Thích Ca Mâu Ni Phật đã gì chúng ta thị hiện chúng ta phải hiểu rõ ràng chân tướng sự thật này nhưng các ngài thọ báo chẳng giống như chúng ta thọ báo chúng ta thọ báo là oán hận chẳng biết trong quá khứ đã tổn thương làm hại người ấy quên sạch chuyện quá khứ Đời này người ấy đến hại ta Ta không phục Ta vẫn muốn báo thù Đó là gì Oan oan tương báo Đời đời kiếp kiếp Chẳng xong Chẳng kết thúc Đôi bên đều đau khổ Phạm Phu làm như vậy Bồ Tát đã giác ngộ Ngài thọ báo liền biết vì sao ta gặp phải những chứng nạn ấy Ngài hiểu do hiểu nên trong tâm chẳng oán hận Trong lòng vui vẻ Quan hệ tiếp nhận Thanh toán xong rồi Kết thúc rồi Chẳng còn oán hận nữa Chẳng còn báo đền nữa Thật sự giải quyết vấn đề Chúng ta hiểu rõ ràng chân tướng sự thật này Quý vị nhất định phải giác ngộ Chớ nên tổn thương làm hại một chúng sanh nào Mũi đến chích ta Có nên giết nó hay không? Chớ nên Quý vị phải hiểu Nó chích quý vị một phát Cũng chẳng qua là nó muốn ăn uống Tìm được quý vị Tức là quý vị và nó hữu duyên Bồ Tát từ bi cúng dường nó Để cho nó ăn no rồi Nó sẽ bỏ đi Phàm phu ngu si chẳng biết Thấy mũi liền đập bốt một cái Chết tươi đánh chết Tức là nợ nó một mạng nay ta giết nó Đời sau khi ta phải biến thành mũi, nó biến thành người, nó cũng sẽ giết chết ta. Lục đạo chúng sanh đều làm chuyện hồ đồ này. Do vậy, Phật Bồ Tát khác hẳn. Phật Bồ Tát có thể thỏa mãn dục vọng của hết thầy chúng sanh. quyết định sẽ không thương tổn làm hại họ những loài tiểu động vật có biết hay không biết từ từ cảm hóa giác ngộ chúng vì sao tự tánh của chúng nó và tự tánh của chúng ta là một một thể mà chúng nó mê nặng hơn ta ta mê nhẹ hơn một chút do chẳng gặp gỡ phật pháp chẳng thể giảng rõ ràng đạo lý này cho quý vị quý vị không hiểu rõ chân tướng chắc chắn làm chuyện sai quấy há có kẻ nào bị oan uổng mà chẳng có mảy may oán hận gì. Chỉ có người hiểu rõ, chỉ có người thật sự giác ngộ, liền biết quyết định, đừng sát sanh. Quyết định chẳng trộm cắp, chẳng trộm cắp là không cho bàn chẳng lấy. Vật có chủ, chủ nhân chẳng chấp nhận. Chớ nên dời động nó Hệ dời động đều thuộc về cái tâm trộm cắp Tuy ta chẳng có hành vi trộm cắp Nhưng ý niệm bất hảo Chủ nhân bày ra như thế Cứ gì ta phải dời động nó Không tà dâm điều này thuộc về tham sân si tham sân si là tác nhân độc hại gây bệnh nghiêm trọng chúng ta bên trong có tham sân si nên mới bị lây nhiễm bệnh ôn dịch bên ngoài bên trong tham sân si đã đoạn dẫu bên ngoài có ôn dịch chẳng thể cảm nhiễm y học hiện thời gọi điều này là khả năng miễn dịch Khả năng miễn dịch là gì? Buông tham sân si xuống. Khả năng miễn dịch bèn viên mạng. Bệnh truyền nhiễm gì quý vị cũng chẳng nhiễm phải. Vì thế, Đức Phật dạy chúng ta siêng tu giới định huệ, việc mất tham sân si là có đạo lý to lớn trong ý đặc biệt là trong xã hội hiện tiền, tài biến rất nhiều. Chúng ta có thể nương theo giáo huấn của Phật, giáo huấn của Bồ Tát, giáo huấn của Thánh Nhân, đơn giản, ngắn gọn, chẳng phiền phức tí nào. Đó là gì? Trí huệ của Phật Bồ Tát. Trí Huệ chân thật đơn giản dễ hiểu dân giữ, yếu để Trung tính buông tham sân si mạng xuống bất luận tài chướng như thế nào quý vị đều sẽ bình an vừa qua chứ nên hoài nghi những chuyện này nếu hoài nghi Sẽ chẳng có hiệu quả Thật đấy Vì sao người khác hữu hiệu Mà ta vô hiệu Do ta có nghi hoặc nên chẳng linh Mất hiệu lực rồi Quyết định chẳng nghi hoặc chắc chắn phật bồ tát các vị thánh hiền nhân là những bậc từng trải công phu tu hành của người ta đã đạt đến tổ bậc chúng ta há nên chẳng tin tin tưởng nghe lời y giáo phụng hành quyết định đạt được lợi ích sẽ trị liệu nỗi khổ tam hữu cho chúng ta chứng bệnh rất ư là nhiều bệnh có tám dạng bốn ngàn thứ tức là tám dạng bốn ngàn phiền não nên Đức Phật có tám dạng bốn ngàn pháp môn pháp môn giống như thuốc bệnh của chúng sanh giống như những thứ bệnh khổ pháp môn của đức phật là thuốc nên nói là chư pháp dược dĩ chư pháp dược cứu liệu tam khổ lìa khổ được vui bồ tát giúp quý vị viên mãn kế tiếp là thăng quán đảnh dai mấy câu kinh văn kể từ câu này trở đi nói về sự thọ ký thành phật quý vị đang ở trên đường tu hành chư phật hộ niệm quý vị câu này là thọ ký kiến <laughs> đường dịch câu này trích từ kinh đại bảo tích trong kinh văn của hội vô lượng thọ trong kinh đại bảo tích có câu này gia giả dị giả Quán Đảnh giả Ấn Độ cổ đại quốc vương tức vị thời thủ tứ hải thủy quán ư dương đảnh. Đây là nói về ý nghĩa biểu thị pháp trên mặt hình thức. Thái tử đăng cơ tiếp nhận ngôi vị quốc vương bèn cử hành nghi thức này tức là nghi thức quán đảnh dùng nước bốn biển chúng ta biết ấn độ là một bán đảo ba mặt là đại dương lấy nước ấy rưới lên đỉnh đầu quốc dương mật giáo đồng chi Mật tông trong Phật giáo có lễ quán đảnh. hữu quán đảnh Pháp. <laughs> Tiếp đó là giải thích về quán đảnh. Quán đảnh gồm hai loại. Quán đảnh hữu đa chủng. Giảng ngôn chi Tác gì nhị chủng? Nói đơn giản thì nó gồm hai loại lớn. Loại thứ nhất là kết duyên quán đảnh Loại này rất phổ biến. Chúng ta gặp một vị thượng sư. Thượng sư làm lễ quán đảnh cho chúng ta để kết duyên. Chẳng thật. Loại này gọi là kết duyên quán đảnh. Hành nhân khất pháp. Vì kết Phật duyên. Dẫn nhập quán đảnh đàng Thọ dĩ bổn tôn chi ấn giữ chân ngôn Thử hậu hành nhân tức khả y giáo Tuy phận tu tập Thị di kết duyên quán đảnh Trong mật tông Trung Quốc Nếu quy y thượng sư Sau khi hành lễ quy y Thượng sư quán đảnh cho quý vị đại khái là đối với một chén nước dần cũng trước Phật dùng đầu ngón tay thấm chút nước chảy lên đỉnh đầu nghi thức là như vậy trọng yếu nhất là thượng sư truyền cho quý vị một bài chú ngữ bảo quý vị hãy thường niệm thông thường chú ngữ là lục tự đại minh chủ tức án mani bát mê hồng thường truyền bài chú này lúc tôi vừa mới học phật quy y chương gia đại sư ngài cũng cử hành nghi thức này cho tôi chúng tôi quy y đông lắm dường như tới hơn 30 người nhưng ngài sử dụng nghi thức quán đảnh chẳng trực tiếp rảy lên thân từng người mà dùng tay thấm nước búng lên không trùng nước rơi xuống trúng đỉnh đầu từ người chúng tôi truyền dạy lục tự chân ngôn tức lục tự đại minh chủ dạy chúng tôi hãy thường niệm câu chú ngự ấy giống như tịnh độ tông chúng ta niệm a di đà phật chúng tôi tuổi trẻ đúng là sơ học cũng chẳng hiểu chuyện nhưng thầy rất từ bi, chẳng trách móc chúng tôi. Tôi thịnh giáo lãm nhân gia. tôi thừa an mani bát Mê hồng nghĩa là gì? Thông thường trong mật tông chẳng giải thích chú ngữ, chỉ dạy quý vị niệm. Tôi cứ nhất định hỏi rõ ý nghĩa. Thầy dạy. <laughs> chữ án trong câu chú là nói tới thân thể mani là hoa sen trong kinh giáo chúng ta thường thấy dùng chữ mani mani là danh xưng của hoa sen trong tiếng phạn Bác mê là bảo trì hồng là ý tức tâm ý. Theo cách hành văn của họ, sẽ là thân hoa sen bảo trì. Tôi liền hiểu rõ. Người hoa sẽ nói như thế nào? Khẳng định là giữ gìn thân tâm giống như hoa sen. Hoa sen mọc lên từ bùn lầy, nhưng chẳng nhớ bẩn Câu chú có ý nghĩa dạy chúng ta phải giữ gìn thân tâm trong sạch Giống như hoa sen Tôi nghe xong ý nghĩa ấy hay quá Giống như cách ngôn Thời thời khắc khắc nhắc nhở thân tâm Của chính mình phải thanh tịnh Mang ý nghĩa này Vì thế thầy giảng rõ cho chúng tôi khiến cho chúng tôi hiểu ý nghĩa này. Điều này rất quan trọng vì sao? Mật tông nhấn mạnh miệng niệm chú, tâm quán niệm, tay kết ứng, gọi là tam mật tương ứng thân khẩu ý. Do quý vị chẳng biết ý nghĩa này, quý vị quán tưởng bằng cách nào? Quý vị chẳng có cách nào quán tưởng. Vì vậy Tôi theo chương gia đại sư ba năm. Ngài chẳng truyền dạy mật pháp cho tôi. Ngài bảo, mật pháp nhất định phải có cơ sở hiện giáo cao cấp. Nếu chẳng có cơ sở hiện giáo cao cấp, sẽ chẳng thể học mật. Vì thế tôi theo Ngài ba năm, toàn bộ là nhằm đạt dưỡng cơ sở nơi hiện giáo. Chúng tôi liễu giải, trong Phật Pháp, mật thuộc loại Phật Pháp cao cấp thật sự. Quý vị chẳng có nền tảng cơ sở, Chắc chắn sẽ chẳng hành được Nhất định phải rèn luyện thân tâm Sao cho chẳng nhiễm mấy trần Đối với cảnh giới bên ngoài Thì mới có tư cách học mệt Chẳng dễ dàng Hiện thời chúng ta thấy học mật quá nữa Toàn là kết duyên quán đảnh Tức là người nhận quán đảnh Có tu hay không Thầy chẳng chịu trách nhiệm đó là chuyện của bản thân quý vị vì thế sau khi được nhận nghi thức quán đảnh quá nữa người thọ đều chẳng y giáo phụng hành nghĩa là chỉ có hình thức chẳng có thực chất chẳng thực sự đạt được hiệu quả loại thứ hai thọ chức quán đảnh ư ừ, như pháp tích hạnh chi sĩ tích là tích lũy hành là tu hành thật sự tu hành tu hành có thành tựu truyền thọ bí pháp nhi tá quán đảnh đắc quán đảnh dĩ kham thọ suy dị ư ừ, mật pháp trung tác a xà lê thị di thọ chức hoặc truyền giáo quán đảnh loại quán đảnh này giống như nghi thức trong điển lễ trao bằng tốt nghiệp quý vị học hành trong trường đã học xong các lớp. Sẽ đạt được học vị. Ví dụ như học vị tiến sĩ. Hiệu trưởng trao bằng học vị tiến sĩ cho quý vị. Điển lệ ấy được gọi là thọa chức quán đảnh. Phép quán đảnh này là thật, chẳng giả. Khẳng định quý vị tu học thành tựu do truyền trao mật pháp mà cử hành nghi thức này cũng như báo cho đại chúng biết quý vị có thể làm a xà lê a xà lê là thầy trong trường học gọi là giáo thọ quý vị có tư cách đảm nhiệm vai trò giáo sư có năng lực dạy bảo học trò điều ấy gọi là thọ chức quán đảnh tức là quý vị đạt được học vị nếu chẳng đạt được học vị ấy quý vị chẳng có tư cách làm giáo sư vì vậy, những vị a xà li truyền Pháp trong mật tâm đều phải trải qua thọ chức quán đảnh thì mới được khẳng định. Hiện tại, trong thời đại này, bậc cao tăng đại đức đều chẳng còn. Có thể nói là hiện nay là thời đại cả thế giới hỗn loạn nhất từ trước tới nay. Chúng ta sanh nhầm đời loạn. Trong đời loạn, lắm kẻ tạo ra nỗi oan nghiệt, ít người hành thiện. Chứ Phật Bồ Tát có trụ thế hay không? nói theo lý chúng sanh càng khổ Bồ tát càng phải đến. Bồ tát trụ thế nhằm cứu độ chúng sanh khổ nạn. Nói chung các ngài chẳng thể thấy chết mà không cứu, nhất định phải đến. Tuy các ngài có đến nhưng chúng ta đều chẳng nhận biết các ngài chẳng dùng thân phận Phật để đến Cũng chẳng dùng thân phận Bồ Tát để đến Thậm chí cũng chẳng dùng thân phận A Xà Lê để đến Mà thị hiện giống hệt như cả bình phàm chúng ta Nên quý vị cũng chẳng nhìn ra Vì sao? Thật sự thị hiện làm Phật Bồ Tát A Xà Lê quý vị chẳng tin tưởng thể hiện làm nam nữ già trẻ các nghề nghiệp trong dân gian quý vị chú tâm quan sát sự biểu hiện của các ngài sẽ thi tâm tưởng ngôn luận hành vi của các vị ấy chắc chắn chẳng phải là tạo ác Chú tâm quan sát sẽ thấy các ngài xa lìa thập ác. Biểu hiện của các ngài chắc chắn tương ứng với tánh đức, tương ứng với thập thiện. Người qua nói là tương ứng với luân lý đạo đức. Thì chúng ta gọi người ấy là hảo nhân. Trong thời đại này còn có hảo nhân rất nhiều hảo nhân là do phật bồ tát ứng hóa, là bậc đại thánh đại hiền tái lại đến hòa qua quang đồng trần với chúng sanh các ngài ở chỗ nào chỗ ấy tai nạn khá nhẹ Thời gian xảy ra tai nạn khá ngắn. Đại chúng chúng ta được hưởng ly Chuyện là như thế đó. Phật Bồ Tát chẳng cần quý vị cung kính các ngài. Cũng chẳng cần quý vị tán thán các ngài. Điều gì các ngài cũng không cần. Sống cuộc đời rất bình phàm. Quý vị không có cách nào cảm nhận nếu chẳng có các gì ấy tai nạn trong thế giới này sẽ khôn xiết kể các ngài làm cho tai nạn nhẹ bớt chậm lại chẳng phải là làm chuyện gì khác tiếp đó sách chú giả viết thượng thị thua phân nhược tường luận chi tắc tại thượng thuật nhị giả chi gian thượng hữu thường hành chi tứ chủng quán đảnh. Đây là kiến thức thông thường được nói kèm thêm. Có bốn loại quán đảnh. Loại thứ nhất là bình quán, đắc tu tập sanh khởi thứ đệ chi tự tại. Hình thức này là lễ quán đảnh sử dụng tịnh thủy bình. Giống như quán thế âm Bồ Tát. Một tay cầm tịnh bình Tay phải cầm cành dương Dùng tịnh bình để quán đảnh Thông thường đều có thứ tự tu tập sanh khởi Nghĩa là Người học Tức là người tu hành thuật ngữ hành nhân trong Phật Pháp, nghĩa là người tu hành. Tu tập có giai đoạn, như Kinh Hoa Nghiêm nói thập trụ, đạt đến địa vị cao nhất, là địa vị thứ 10. Hoa danh xưng là quán đảnh trụ. Sẽ cử hành nghi lễ này. Khi từ địa vị thập tịnh đạt đến địa vị quán đảnh, tiến lên cao hơn là thập trụ, thập hành thập hồi hướng, thập địa. Đạt đến địa vị cao nhất trong mỗi tầng cấp. Đó là tu tập sanh khởi theo thứ tự. Giống như chúng ta học hành trong nhà trường, tốt nghiệp tiểu học, tốt nghiệp trung học, tốt nghiệp đại học, bèn có học vị tốt nghiệp tiểu học và trung học đều chẳng có học gì đấy là bình quán loại thứ hai mật quán đắc tu khí mạch minh điểm chi tự tại Công phu, bị Công phu sâu hơn loại trước. À Đây ý. là dùng mật chú. À, mật chú đi... có rất nhiều tính chất trọn chẳng tương đồng có các thứ mật chú giúp quý vị đoạn phiền não có những mật chú giúp quý vị giải trừ bệnh tật khôi phục sức khỏe nơi thân thể ở trong núi thẳm hay trên cao nguyên. Nhất định phải tu những pháp môn ấy. Vì sao? Sống tại các nơi ấy, việc chữa trị hết sức bất tiện. Phải dùng năng lượng của chính mình để giúp cho thân tâm của chính mình khỏe mạnh. Các bậc chú ấy dùng một loại âm thanh khiến cho các huyệt đạo trong thân thể chúng ta thông suốt, không bị trở ngại. Bệnh là gì? Do khí huyết không thông nên sanh bệnh. Tại Trung Quốc, quá nữa là dùng phương pháp xoa bóp. Khiến cho nó được lưu thông Hoặc dùng phương pháp châm cứu Chỗ nào bị bê tắc trở ngại Bèn đá thông chỗ đó. Bến tật sát lành. Đạo lý là như vậy đó Phương pháp cao minh nhất là không cần dùng đến châm cứu hay xoa bóp Mà dùng âm thanh Chỗ nào sanh bệnh Bèn dùng chú ngữ ấy Chúng ta gọi nó là chú ngữ Trên thực tế là âm thanh Âm thanh ấy phát ra Chấn động chỗ bị ứ tắc Do bị chấn động nó được khai thông Đạo lý là như vậy đó Vì thế trong Đại Tạng Kinh Dùng mật chú để chữa bệnh Có rất nhiều chú ngữ Nhưng hiện thời chúng ta niệm các chú ngữ ấy Có thể chữa bệnh hay không Chẳng thể do nguyên nhân gì Chúng ta niệm âm thanh không chuẩn Âm thanh ấy phải rất chuẩn xác Âm thanh lại còn phải dài, ngắn, mạnh, yếu Nhằm chấn động một bộ vị tại một nơi nào đó Rất hợp lý, chẳng phải là vô lý Đáng tiếc là đã thất truyền Hiện thời chẳng có mấy người biết Theo những ghi chép trong lịch sử Trung Quốc Giao đời nhà đường Các chú ngữ chữa bệnh được nói trong kinh điển đều hết sức hữu hiệu vì thuở ý người xuất gia lẫn tại gia học tập đều rất đúng chân truyền nên ứng dụng hết sức thuận tiện nó có thể khiến cho năng lượng của chính mình tập trung chẳng tản mát Do vậy, thân thể khỏe mạnh, sống lâu. Có thể chống lại phong hàn bên ngoài. Mùa đông mặc quần áo rất mỏng mà chẳng lạnh. Mùa hè mặc quần áo rất dày nhưng chẳng nóng. Người ấy có khả năng như thế học loại này cũng phải có công phu kha khá loại thứ ba huệ quán đắc cụ bồ đề tâm quyết chi tu trì tự tại đây là trí huệ quán đảnh cũng là thượng sư gia trì học trò các vị tổ sư đại đức thiền tông trung quốc đã sử dụng phương pháp này để giúp học trò đại triệt đại ngộ trong mật tông gọi phương pháp này là huệ quán Minh tâm kiến tánh Kiến tánh thành Phật Khi nào vị ấy thấy đứa học trò này Hiện thời công phu đạt tới mức Đã chín mùi Nhưng còn kém suốt đôi chút Chúng ta thường nghe nói Bỗng hát trong thiền đường đó là một thứ phương thức tiếp dẫn. Khi người ấy sắp khai ngộ, nhưng vẫn chưa khai ngộ, còn kém một chút. Vậy thầy cao minh, Bàn dán cho một gậy hoặc hét một tiếng, khiến người ấy cả kinh tỉnh ngộ, giải quyết vấn đề. Chẳng cần đến ngôn thuyết. Khiến cho người ấy hoát nhiên đại ngộ. Những trường hợp giống như vậy được ghi chép rất nhiều trong các bộ ngữ lục của Tông Môn. Có trường hợp là đại ngộ, có trường hợp là đại triệt đại ngộ. Loại thứ tư là Đại thủ ấn quán, đắc tu đại thủ ấn đạo chi tự tại, mật giáo trọng truyền thừa, dị kinh quán rảnh, bất đắc thiện tự tu tập, kinh quỷ diệt bất đắc thiện duyệt. Những điều này là quy định trong mật tông, nên nó được gọi là mật. Mật ở đây chẳng phải là thần bí, chẳng phải là bí mật, mà là thâm mật, có đạo lý rất sâu. Nhất định phải có thầy truyền thừa Dẫu quý vị có các kinh điển ấy Cũng chẳng thể học tập Quý vị cũng chẳng thể học hành Ác phải có người chỉ điểm Chẳng giống như hiện giáo Hiện giáo có thể vô sư tự thông Chứ mật giáo thì không được Mật giáo nhất định phải có thượng sư hơn nữa, tu học chưa thành tựu chẳng thể rời khỏi Thượng Sư. Rời khỏi Thượng Sư sẽ không thể thành tựu. Hết sức quan trọng Sư Thừa. Tôi theo Chương gia Đại Sư ba năm. Lão nhân gia bèn viên tịch. Bởi vậy tôi được đặt dẫn cơ sở Phật Pháp trong 3 năm ấy. Hết sức khó có. Nếu chẳng có 3 năm cơ sở ấy, tôi theo thầy Lý học giáo 10 năm, vẫn học chẳng thể thành công. Do ba năm cơ sở ấy, nên học giáo ở chỗ thầy Lý 10 năm mới có căn cơ vững vàng mới có một chút thành tựu như vậy rất khó có lại nghĩ đến đâu để tìm được một bậc thầy giống như vậy nữa tìm chẳng được tìm không được thì làm như thế nào tôi thường khuyến khích các đồng học Hãy làm tư thuộc đệ tử của cổ Thánh Tiên Hiền. Chư Phật Bồ Tát. Hãy học theo Mạnh Tử. Học theo Ngẫu Ích Đại Sư. Thì trong một đời này chúng ta vẫn còn có thể hy vọng. trở nên không đạt những cơ sở đức hạnh. Có đức hạnh sẽ không thể có học dẫn, chắc chắn là như vậy nói cách khác làm người chưa xong thì làm sao quý vị có thể làm phật làm bồ tát cho được há lẽ nào có chuyện như thế được nếu muốn học thánh học hiền học phật học bồ tát phải làm người tốt đẹp trước đã giữ tấm lòng tốt nói lời tốt làm chuyện tốt làm người tốt tôi thường nói là bốn thứ tốt tốt có tiêu chuẩn Nhất định phải ghi nhớ tiêu chuẩn Rất đơn giản chẳng phiền phức Đệ tử quy là tiêu chuẩn của nho gia Cảm ứng thiên là tiêu chuẩn của đạo gia Hợp thiện nghiệp là tiêu chuẩn của Phật gia Bà thứ ấy chẳng thể không học Chẳng có bà thứ ấy Niệm Phật giảng sanh đều chẳng đáng tin cậy Chẳng nắm chắc có cơ sở ấy học cơ sở ấy đến nơi đến chốn thực hiện một trăm phần trăm người ta hỏi quý vị niệm phật giảng sanh có nắm chắc hay không quý vị thật sự nắm chắc đúng như kinh điển vừa mở ra bèn là thiện nam tử thiện nữ nhân quý vị sẽ có phần Thật sự thực hiện Quý vị sẽ phát hỷ sung mãn Thật sự là như khổng tử đã nói Học nhi thời tập chi Bất diệt duyệt hồ Thật sự đạt được phát hỷ Thật sự hưởng vui sướng Quý vị làm được Quý vị làm không được đang có phiền não, ưu lự, đau khổ. Hệ quý vị làm được, bèn chẳng quá những thứ ấy. Do người bình phàm học Phật, học đạo, học nho đều coi thường bỏ sót các căn cội ấy. Diện cơ hình như chưa nghe nói người xưa đã học những thứ ấy. Thật ra chính chúng ta đã hiểu lầm mất rồi người trung quốc trong thế kỷ trước đã học từ ngay khi mẹ mang thai lẽ nào chẳng học khi họ học quý vị chẳng thấy giáo dục ba căn cội được giảng dạy vào lúc nào Do... Từ lúc sinh ra cho đến ba tuổi, trong một ngàn ngày ấy là dùng quán căn bản giáo dục. Cổ ngàn ngữ Trung Quốc có câu Tam tuệ kháng bác thập. Hiện thời chẳng nghe ai nhắc đến câu này. Chứ lúc chúng tôi còn bé thường nghe nói Câu ấy Nói rõ căn cội được dung trồng trong một ngàn ngày của ba năm ấy, đến lúc 18 tuổi vẫn chẳng biến đổi. Căn cội ấy dung bồi rất sâu. Căn cội ấy được dung bồi rất kiên cố. Vì thế người ấy nếu gặp duyên, hệ học nho, ban thành thánh nhân, hoặc hiền nhân, học đạo bèn thành thần tiên, học Phật sẽ thành Phật hay thành Bồ Tát. Thật đấy chẳng giả đâu Hiện tại thì sao? Hiện tại trong thế kỷ này rất bất hạnh Thế kỷ này là đời loạn Sau khi nhà mãn thành dòng quốc sang năm là đúng 100 năm suốt một thế kỷ xã hội động loạn là do mọi người coi thường bỏ sót căn cội này chẳng dung bồi nửa thế kỷ gần đây nói trên danh nghĩa là tiến bộ chúng ta đi theo đường hướng công nghiệp hóa công nghiệp hóa là như thế nào cạnh tranh trong cạnh tranh trong xã hội tận hết sức bươn chảy vẫn chưa đủ sức vợ bèn tiếp sức hai vợ chồng đều đi làm con thơ sanh ra chẳng ai chăm sóc cha mẹ chẳng dạy dỗ trong nhà bèn thuê người làm để người làm dạy dỗ con thơ con của quý vị biến thành người làm chẳng phải là như vậy ư Quý vị đã làm hư thế hệ kế tục. Người làm vậy như thế nào? Người làm cho trẻ xem TV. Trẻ nhỏ bèn ngoan ngoãn. Chẳng làm ồn nữa. Do vậy hiện thời ai dạy dỗ trẻ nhỏ? Tivi dạy chúng. Học tiểu học bèn được Internet dạy dỗ quý vị hãy nghĩ xem tv và internet dạy chúng nó những gì dạy chúng nó bạo lực và tình dục dạy chúng nó giết trộm giam dối hủy hoại toàn bộ quả báo là gì quả báo là xã hội hiện thời động loạn tai nạn trên địa cầu chẳng phải là không có nguyên nhân Quả báo hiện tiền chẳng biết do đâu mà có. Vì sao trong quá khứ mấy ngàn năm qua chẳng có những tai nạn như vậy? Vì sao hiện tại có lắm tai nạn như thế? Mọi việc ác có nhân quả. Hãy tìm nhân từ nơi quả. Từ cái nhân sẽ thấy được quả báo. Thiện nhân thiện quả, ác nhân ác báo. tổ tiên thật sự thương yêu con cháu đời sau ân đức ý chẳng có cách nào báo đáp khoa học hiện thời về tổ tiên ngu độn hơn chúng ta Này chúng ta ra khỏi cửa bèn ngồi xe hơi ngồi máy bay tổ tiên cởi ngựa hoặc đi bộ thua xa chúng ta do vậy xem thường tổ tiên đó là gì là đại bất hiếu thời cổ đại bất hiếu là quả báo gì trời tru đất việt quý vị thấy tai nạn hiện thời có phải là trời tru đất việt hay không bất hiếu mà bất hiếu cha mẹ bất kính sư trưởng, tai nạn đang xảy đến. Các đế dương Trung Quốc từ xưa tới nay đề xướng gì? Họ đề xướng hiếu thảo cha mẹ, tôn trọng thầy. Mỗi hoàng đế đều mong mỏi sau khi chết, thụy hiệu có chữ hiếu. Họ thông hiểu. Trong xã hội hiện thời, chúng ta chẳng cần đến hiếu kính, tức là quan điểm về giá trị trong xã hội bị đảo ngược. Nên nảy sanh biến quá 180 độ. Trong quá khứ, Quan điểm giá trị là hiếu đệ trung tính. Lễ nghĩa liêm sỉ. hiện thời chẳng còn nữa. Trào lưu hiện thời là bất hiếu, bất kính, bất nhân, bất nghĩa. Người sống trong thế gian rất đáng thương. chúng ta rất may mắn gặp gỡ giáo dục của thánh hiền gặp gỡ phật pháp hãy suy nghĩ nếu chúng ta chẳng được gặp phật pháp sẽ sống cuộc đời này như thế nào rất khổ sở tuy nói làm người nhưng chúng ta nghĩ xem có khác gì ngạ quỷ và địa ngục chúng ta lại xem tiếp đoạn dưới đoạn này vẫn tiếp tục cho chúng ta biết đôi chút kiến thức về quán đảnh vì nội dung kinh vô lượng thọ vô cùng phong phú có hiện giáo có mật giáo có tông môn có giáo hạ kinh văn tuy không dài nhưng hết thảy các giáo nghĩa do đức thế tôn đã nói trong 49 năm đều hiện diện viên mãn trong bộ kinh này Câu kế tiếp là Hữu quán đảnh Phục hữu sơ dị Giữ hậu dị chi biệt Sơ dị giả Như Đại Nhật Kinh Sơ Thập Ngộ viết Hạ văn lược hữu sang tiếp Thí như Thế gian sát lợi chi chủng Dục hiệu tự kỳ dị Liêm dương chủng bất đoàn cố Dị kỳ đích tử Nhi tá quán đảnh thủ tứ đại hải thủy Dị tứ bảo bình thịnh chi Thủy linh lưu chú thái tử chi đảnh, Quán thử thủy đả Đại thanh tam sướng Kế đó là lời nhà vua nói Nhữ đẳng đương trì thái tử Dĩ thọ vì cánh Tự kim dĩ hậu Sở hữu giáo sắc giai đường phụng hành Đó là tại Ấn Độ và thời cổ Khi thái tử Tiếp nhận dương dị Trong phần trước đã nói qua Đến chỗ này bèn trên bài tỷ mỹ quán đảnh theo lối bình quán. sau khi quán đảnh mấy câu này là truyền lệnh của thái tử nhớ đẳng đương tri nhân dân cả nước phải biết thái tử đã tiếp nhận ngôi vị từ nay trở đi Tất cả các mệnh lệnh của ông ta Ai nấy đều phải phụng hành Trong Phật Pháp Dùng chuyện này làm tỷ dụ Kim như lai Pháp Dương Diệt phục như thị Dĩ linh Phật chủng bất đoạn cố Dĩ cam lộ pháp thủy Nhi quán Phật tử chi đảnh Tùng thử dĩ hậu Nhất thiết thánh chúng Hàm sở kính ngưỡng Diệt tri thử nhân Tất cánh bất thoái Ư ừ vô thượng bồ đề Định thiệu Như lai pháp dương chi dị Dĩ thượng tự hành nhân sơ dị nhi thích đây là thọ ký quán đảnh. Người ấy đã thành Phật hay chưa? chưa thành Phật, nhưng ta biết người ấy tu hành thật sự chẳng thối chuyển. Tương lai nhất định thành Phật. Đó là Đức Phật thọ ký cho người học. Nên gọi là sơ vị Đức Phật quán đảnh có cần dùng đến nước hay không? Dẫn dùng nhằm biểu trưng Pháp. Quý vị phải biết điều đó. Phật Pháp trọng thực chất. Chẳng quan trọng hình thức. Nhưng cần phải có hình thức ấy để biểu diễn cho đại chúng xem. Hy vọng đại chúng nhìn vào hình thức ấy. Chớ quên ý nghĩa thực sự của việc quán đảnh quán nghĩa là gì nghĩa là truyền trao thầy giảng đạo lý tu hành cho quý vị nghe quý vị đã hiểu rõ giác ngộ đó là quán đảnh quán nhập giảng cho quý vị nghe nhưng quý vị nghe chẳng hiểu nghe chẳng thông suốt tức là tuy quán nhưng chẳng loạt vào tâm của hành nhân được chuyện là như vậy đó quý vị thật sự nghe hiểu sau khi nghe hiểu y giáo phụng hành đạt được lợi ích cho nên là sơ quán Do điều này chúng ta phải hiểu Hình thức chẳng trọng yếu Có hình thức hay không đều chẳng sao Chúng ta cầu Phật quán đảnh cho chúng ta Có cầu được hay không? Có thể Có quán nhập hay chăng? Tùy thuộc cá nhân Cách cầu như thế nào? Quý vị niệm kinh vô lượng thọ Từ đầu đến cuối một lượt tức là được mười phương như lai quán đảnh cho quý vị một lần quý vị niệm một lần thật sự thấu hiểu thật sự minh bạch y giáo phụng hành tức là đã quán nhập mỗi ngày niệm hai lần là được quán đảnh hai lần mỗi ngày niệm mười lần là được quán đảnh mười lần đó là chân quán đảnh chẳng giả tuy chẳng có hình thức nhưng thật sự được truyền thụ mười phương ba đời hết thể như lai đều y theo phương pháp trong bộ kinh này để tu hành chứng quả và cũng nương theo phương pháp ấy để giáo hóa hết thể chúng sanh khiến cho hết thể chúng sanh thành tựu giống như phật đó gọi là đại quán đảnh chân quán đảnh Quý vị nhất định phải hiểu đạo lý này Từ đầu đến cuối bộ sách này Từng câu từng chữ đều đáng gọi là Cam lộ pháp thủy Hãy thật sự y giáo phụng hành Quý vị thấy từ nay trở đi Nhất thiết thánh chúng Ham sợ kính ngưỡng Việc tri thử nhân tất cánh bất thoái, ư ừ, vô thượng bồ đề. Tương lai giảng sanh Tây phương cực lạc thế giới, nhất định chứng đắc như lai Pháp dương chi dị, khẳng định. Đó là ý nghĩa. Quán đảnh trong Phật Pháp. Dùng chuyện này để biểu thị Pháp. Chỉ ư hậu vị Hậu vị là quán đảnh sau khi thành Phật Tắc như bí tạng ký diệt Bồ Tát sơ địa này chỉ đặng giác Cứu cánh thiên Phật quả thời Thiên ở đây là chứng đắc Chứng đắc Phật quả Chứng đắc địa vị diệu giác Chư Phật dĩ đại bi thủy quán đảnh đây là hết thể chư Phật bằng giá trị, bằng ý niệm. Nên gọi là quán đảnh. Đối với bất cứ một ai, đó là lúc nào? Lúc đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. mười phương chư phật giá trị người ấy chúng ta là hạng phàm phu tầm thường chẳng thấy nhưng chính người ấy biết chư phật như lai biết pháp thân đại sĩ biết không chỉ biết mà còn đều thấy Tin tức ấy lập tức truyền khắp Pháp giới. Lẽ nào chẳng biết? Chỉ có lục đạo phàm phu, ngoại phàm trong mười Pháp giới mê hoặc, điên đảo, những kẻ ấy không biết. Mấy câu kết thúc rất hay. Nhằm nêu ra cho chúng ta biết ý nghĩa chân thật của quán đảnh. Hữu Bí Tạng Ký Sao Thức Trong quyển thứ bảy Có một đoạn như thế này Quán giả Quán là gì? Đại bi hộ niệm nghĩa Đó là quán Đánh là gì? Đánh giả Phật quả tối đẳng nghĩa Trong Phật Pháp Chỗ vô thượng tối cao tuyệt đỉnh trong Phật Pháp Thì gọi là đảnh Thời đại Tùy Đường Là thời đại Hoàng Kim trong Phật giáo Trung Quốc tại lãnh thổ trung quốc mười đại tông phái đều được thành lập trong thời đại ý tiểu thừa có hai tông là câu xá tông và thành thật tông đại thừa có tám tông trong tám tông ý có thiền tông và mật tông Hiền Tông xưng là Tông Môn. Bảy Tông Phái Đại Thừa còn lại đều gọi là Giáo Hạ. Nên gọi là Tông Môn Giáo Hạ. Giao thời cổ tại Trung Quốc, Phật Giáo được gọi là Tông Giáo. Chẳng liên quan gì đến Tôn Giáo nói trong hiện thời. Thời cổ thể nói đến Tông Giáo, tức là nói đến Tông tôn Môn và Giáo Hạ trong Phật Môn. Mang ý nghĩa ấy chữ tông chuyên gọi thiền tông chữ giáo chính là bảy tông phái khác biệt đều gọi là giáo vì sao xưng hô như vậy thiền tông dùng phương pháp giáo học đặc thù chẳng có gian tự chẳng phải nương vào kinh điển để giáo học những người là đối tượng của cách giáo học như vậy được gọi là thần đồng Bậc thượng thượng căn chẳng cần đến văn tự Họ đại triệt đại ngộ Minh tâm kiến tánh Sau khi đã kiến tánh mới học kinh điển Chưa kiến tánh chẳng học kinh điển Sau khi đã kiến tánh Họ học kinh điển, tánh, họ học kinh điển nhanh chóng Như Long Thọ Bồ Tát Đối với hết thảy các kinh do Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong 49 năm. Ngài cần bao nhiêu thời gian để học toàn hết? Học xong toàn bộ trong 3 tháng. 3 tháng đã tốt nghiệp. Học như thế nào? Mỗi bộ kinh đọc đôi ba câu đã hiểu rõ. Chẳng cần đọc kinh ấy nữa Nên học nhanh lắm Ba tháng là 90 ngày Chúng ta có lý do để tin tưởng Đối với Long Thọ Bồ Tát Chúng ta chưa thấy kinh sách ghi chép cụ thể Để chứng thực điều ấy Nhưng đối với lục tổ quẹn năng đại sư Thì chúng ta thấy được Trong đàn kinh đã ghi chép một trường hợp vô cùng hay. Hiền sư Pháp Đạt cũng là thâm nhập một môn. Quân tu lâu dài, cả đời là một bộ kinh Pháp Hòa. Đại khái đã niệm 10 năm. vị sư tự cho biết đã niệm hơn 3.000 lần. Kinh Pháp Hòa rất dài. Đại khái mỗi ngày chỉ có thể niệm một lần. Bảy quyển kinh gian dài. <laughs> niệm ba ngàn lần. Tới bái kiến lục tổ đại sư. Hãy gặp mặt cuối đầu lễ nhưng đầu chẳng sát đất đảnh lễ ba lạy đầu chẳng sát đất đứng lên lục tổ hỏi sư vừa rồi ông lễ bái đầu chẳng chạm đất ông có gì đáng để kiêu ngạo đó chăng đó là ngạo mạn tuy đảnh lễ nhưng đầu chẳng sát đất Sư rất thành thật Thưa tôi đã niệm ba ngàn biến kinh Pháp Hoa Thâm nhập một môn huân tu lâu dài Lục tổ hỏi sư Kinh Pháp Hoa giảng gì vậy? Sư chẳng đáp được Niệm rất thuộc Có thể đọc thuộc lòng Sư cứ hỏi lục tổ Lục tổ bảo Ta chưa nghe kinh ấy Lục tổ không biết chữ Ông ừ, hãy niệm cho ta nghe Kinh Pháp Hoa 28 phẩm Sư niệm đến phẩm thứ hai Lục tổ bảo, được rồi, phần sau chẳng cần niệm nữa. Ta đã hiểu rõ toàn bộ rồi. Quý vị thấy 28 phẩm kinh mới nghe hai phẩm. Ngài đã hiểu toàn bộ, phần sau không cần nghe nữa. Trong ba tháng, Long Thọ Bồ Tát hiểu rõ toàn bộ đại tạng kinh của Thích Ca Mâu Ni Phật. Chẳng có gì hiếm hoi lạ lùng. Do vậy, tông môn lợi hại. Sau khi khai ngộ, đối với Phật Pháp, một kinh thông, hết thể các kinh đều thông. Thật ra, 600 quyển Đại Bát Nhã được Thích Ca Mâu Ni Phật giảng trong 22 năm. Kinh Kim Cang là một phần trong ý. Ngũ Tổ chỉ giảng Đại Ý Kinh Kim Cang cho Lục Tổ. Mà cũng chẳng cần đến kinh bổn. Vào canh ba nửa đêm, chúng tôi ước đoán chẳng giảng lâu hơn hai giờ ngài giảng đến câu tưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm lục tổ quát nhiên đại ngộ chẳng cần giảng nữa những điều khác hoàn toàn chẳng giảng đã thông hiểu toàn bộ rồi ngũ tổ truyền y bác cho sư họ ký cho sư ông giống như á xà lê ông là tổ sư đời thứ sáu của tông môn do cách giáo học đặc thù của thiền tông chẳng phải là bậc thiên tài sẽ chẳng thể học quý vị học gì cũng chẳng được không giống như giáo hạ giáo hạ là một trường học thông thường trong bảy tông phái còn lại thiên thai là pháp hoa tông thiền thủ là hoa nghiêm tông trừ những tông chúng ta quen thuộc ấy ra còn có tam luận tông pháp tướng tông luật tông mật tông và tịnh độ tông những tông phái ý đều dựa theo kinh điển giống như dạy học trong nhà trường từ cạn đến sâu học từ từ có tiểu học trung học đại học nghiên cứu sinh nâng cao từng bước một chẳng giống như thiền tông thiền tông là một bước lên trời hệ khai ngộ tất cả đều hiểu rõ tông môn và giáo hạ là hai loại phương thức giáo học khác nhau giáo hạ là cách giáo học thông thường có thứ lớp tông môn chẳng có thứ lớp nên rất khó thành tựu Lục tổ Huệ Năng Đại Sư tại, tại Trung, Trung Quốc truyền Pháp có thể nói là không tiền khoáng hậu. Sau ngày chẳng có ai được như vậy nữa. Trong đời Ngài, dưới sự điều giáo của Ngài, có 43 người đại triệt đại ngộ. Trong quá khứ, tông môn chẳng có nhiều người đại triệt đại ngộ như thế. Một thầy truyền được một hai học trò, làm sao có thể truyền tới 43 người? Các vị tổ sư thiền tông, sau đó truyền tối đa cũng không quá ba bốn người. Truyền được một người là nhiều nhất Những vị thiền sư chẳng có truyền nhân càng nhiều Suốt đời tìm chẳng ra người để truyền Pháp Tông môn và mật tông Đều phải có người truyền Nhất định phải có người thầy chân truyền để truyền trao Chẳng có thầy đều chẳng thể thành tựu không giống như giáo hạ Giáo hạ chẳng có thầy Đi theo kinh điển vẫn có thể thành tựu Từ từ đạt được Đặc biệt là tỉnh Độ Tông trong giáo hạ Trong kinh Đại Tập Đức Phật đã thọ ký cho mọi người chúng ta Lão nhân gia nói rất hay Chánh Pháp thời kỳ giới luật thành tựu. Nghĩa là kể từ sau khi Đức Phật diệt độ, suốt một ngàn năm, là thời kỳ chánh Pháp. Thực sự có thể trì giới, bàn đắc định, có thể chứng quả A-la-hán. Thành tựu trong nhà Phật là có thể ngay trong một đời này, vượt thoát, lục đạo luân hồi chứng quả a la hán được coi như thành tựu chưa thể vượt thoát lục đạo vẫn luân hồi trong lục đạo tức là chẳng có thành tựu phước báo nhân thiên chẳng thể coi là thành tựu trong giáo hạ Nhất định phải hiểu điều này Tượng Pháp thời kỳ Phật giáo truyền đến Trung Quốc Đó là một ngàn năm thứ hai Thiên định thành tựu Nên phong khí thiền triển khai rộng khắp tại Trung Quốc Pháp dẫn của thiền là một ngàn năm. Hiện thời chẳng còn nữa Nay là thời kỳ mạt Pháp. Đại khái là hiện thời học thiền đắc định đều chẳng thấy. Thời kỳ mạt Pháp, Đức Phật dạy tịnh độ thành tựu. Mạt Pháp là một dạng năm. Hiện thời đã qua một ngàn năm. Từ xưa đến nay, theo sự ghi chép của các bậc cao tăng Đại Đức Trung Quốc, chúng ta có thể thấy điều này. Từ các kinh điển bằng tiếng Hán, Thích Ca Mâu Ni Phật Giáng sanh vào năm 24 đời Châu Chiêu Dương. Tức năm Giáp Dần, Thích Ca Mâu Ni Phật tuổi cọp. Năm Dần là năm cọp, Giáp Dần mà. Thích Ca Mâu Ni Phật nhập diệt vào năm 53 đời Châu một Dương. Do vậy, Thích Ca Mâu Ni Phật trụ thế 80 tuổi. Người Trung Quốc tính tuổi theo lối hư tuế, còn người ngoại quốc tính theo tuổi thật nên là 79 tuổi. Nếu dựa theo cách tính toán này cho đến hiện thời, Tức là từ năm Châu Mục Dương 53 cho tới hiện thời sẽ là 3037 năm. Đến nay Mạc Pháp đã trải hơn 1.000 năm, tức là 1037 năm. Sang năm là 1038 năm. Nhằm thời mạt Pháp thì mạt Pháp thời kỳ tịnh độ thành tựu. Thích Ca Mâu Ni Phật thọ ký chuyện này. Chúng ta sanh nhằm thời kỳ mạt Pháp. Nhất tâm nhất ý tu Pháp môn tịnh độ. Nghe theo giáo huấn của Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài dạy chúng ta hãy tu tịnh độ trong thời kỳ này. Trong các kinh luận tịnh độ, bộ kinh này là kinh điển trọng yếu nhất là đại kinh căn bản của tịnh độ kinh vô lượng thọ thích hợp thời đại này trong tịnh độ vào lúc kết thúc một ngàn năm thứ nhất của thời mạt Pháp. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư xuất hiện trong thế gian. Vì chúng ta hội tập một bản kinh viên mãn như vậy khẳng định kinh bổn này còn được lưu truyền chín ngàn năm nữa Do vậy, tại ngoại quốc, rất nhiều người nói đến tận thế. Nhưng Phật Pháp chẳng như vậy. Phật Pháp hãy còn 9.000 năm về sau nữa. Lẽ đâu có tận thế? Pháp dẫn 9.000 năm. Trong quá khứ, chương gia đại sư bảo tôi, Pháp dẫn có hưng, có suy. Hệ có hưng, có suy, sẽ chưa phải là việc Pháp. Chư Phật Bồ Tát sẽ chiếu cố Chúng ta hiện thời Đang ở vào thời kỳ Phật Pháp suy di Suy đến tốt cùng Chính là thời đại này Phật Pháp có thể hưng khởi hay không? Có thể Chúng ta lưu ý Có những người trẻ tuổi Thành thiếu niên Thật sự quá thiện căng tôi nghĩ trong số ấy có những gì tái lại nếu phát hiện những người ấy chúng ta hãy toàn tâm toàn lực giúp họ đời này qua đời khác sẽ dần dần hưng dượng lên đây là nói theo nhà phật tổ sư đại đức dạy chúng ta ý nghĩa của quán đảnh Ý nghĩa thật sự của sự quán đảnh Được trình bày bằng mấy câu này Đại bi hộ niệm là ý nghĩa của chữ quán Chân quán Đại bi hộ niệm Phật quả tột đỉnh Kinh vô lượng thọ là Phật quả tột đỉnh Quý vị thấy trong quá khứ Các vị đại đức thời tùy đường Cũng nhằm lúc tâm huyết sôi trào Mọi người ngồi lại đàm luận Thở Đức Thế Tôn Tài Thế giảng kinh Thuyết phá 49 năm Bộ kinh nào là đệ nhất Trọng yếu nhất Gần như mọi người đều công nhận Kinh Hoa Nghiêm là bậc nhất vì thế, tôn xưng Kinh Hoa Nghiêm là căn bản Pháp Luân. Thuở trước, tiên sinh phương Đông Mỹ giới thiệu Phật giáo cho tôi đã nhắc tới Kinh Hoa Nghiêm. Bảo Kinh Hoa Nghiêm là khái luận triết học trong Kinh Phật. Theo cách nhìn ấy của cụ, khái luận triết học trong kinh phật thì cũng là chí cao vô thượng cụ đặc biệt giới thiệu với tôi trong kinh ấy có lý luận duyên mãn có phương pháp tinh xác tức là phương pháp tinh mật và xác thực phía sau lại còn kẹp theo biểu diễn Cụ nói các sách triết học trên toàn thế giới. Chẳng có sách nào có thể sánh bằng Kinh Hoa Nghiêm. Quả thật, Kinh Hoa Nghiêm quá hay. Cuối Kinh là 53 lần tham học nhằm biểu diễn cho chúng ta thấy. Cuối Kinh Hoa Nghiêm... Chúng ta thấy kinh viên mãn như thế nào? Mười đại nguyện dương của Phổ Hiền Bồ Tát dẫn về cực lạc, qua nghiêm đạt đến rốt ráo viên mãn. Chứ gì phải biết, nay chúng ta đang đọc phẩm này là phẩm thuộc tự phần. Đức Tuân Phổ Hiền Do vậy, Tây Phương Cực Lạc Thế Giới là thế giới gì? Thế giới của Phổ Hiền Bồ Tát Chẳng phải là thế giới Hoa Nghiêm hay sao? Vì thế, nói Hoa Nghiêm đến cuối cùng quy kết về đâu? Quy vào vô lượng thọ Vô lượng thọ là đệ nhất trong đệ nhất Điều này đã được các vị tổ sư Đại Đức công nhận từ xưa Ngàn kinh dạng luận chỗ nào cũng chỉ quy Thích Ca Mâu Ni Phật luôn dẫn dắt chúng ta Niệm Phật cầu sanh Tây Phương cực lạc thế giới Thân cận A-di-đà Phật nhất định sẽ chứng đắc vô thượng bồ đề trong hội a di đà phật do vậy đối với quán đảnh kinh vô lượng thọ mới thực sự là đảnh pháp cao hơn kinh hoa nghiêm chúng ta phải biết điều này vì thế gọi là đảnh bởi lẽ đó bộ kinh này từ đầu đến đuôi một lượt tức là được mười phương hết thảy như lai quán đảnh một lần thật đấy chẳng giả có thể y giáo phụng hành lẽ nào chẳng được lợi ích Chư Phật hộ niệm Linh chí Phật đảnh trụ gia danh quán đảnh giả Kinh Kim Dân Thăng quán đảnh dài Đối dự hội Đại sĩ Nhi Ngôn Nãi chỉ hậu dị Sơ dị đối với hậu vị là nâng lên từng bậc Nâng lên tới địa vị dị diệu giác Chư Phật hộ niệm Giúp cho chúng ta thành Phật Đạt đến Phật đảnh trụ Đó là ý nghĩa quán đảnh Nhờ chỉ giáo đạo chúng sanh tắc thọ quán giả thì sơ vị nay chúng ta tiếp nhận phật pháp tiếp nhận kinh vô lượng thọ thật sự y giáo tu học thì là sơ vị quán đảnh quý vị đến thế giới cực lạc tương lai thành phật Đó là hậu vị quán đảnh Ở đây là sơ vị Đoạn này nhằm giải thích ý nghĩa của sự quán đảnh Đoạn kế tiếp là thọ ký Thọ bồ đề ký Câu Kinh Giang này cũng trích từ bản đường dịch. Thọ giả phó giữ chi nghĩa, cấp nhĩ ký giả, ký thức chi nghĩa, diệt sức quyền ký chi ký. Giống như này chúng ta nói là tiên đoán Dự báo trước Chứ hiện thời quý vị vẫn chưa đạt được Phật đối phát đại tâm chi chúng sanh Thọ giữ đương lai tất định tác Phật chi ký Xưng di thọ ký Trước hết Chúng ta phải hiểu từ ngữ Phát đại tâm chúng sanh Đại tâm là đại bồ đề tâm Phát tâm làm Phật Ta trong một đời này muốn thành Phật Đối với những người như vậy đức phật mới thọ kỹ làm phật bằng cách nào niệm phật bèn thành phật nói cách khác thật sự phát tâm tu pháp môn tình độ đều là chúng sanh phát đại tâm Vì sao? Tịnh độ là đại pháp, chẳng phải là tiểu pháp. Tịnh độ là đại thành tựu, chẳng phải là tiểu thành tựu. Sanh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, chẳng phải là chứng A-La-Hán. Chẳng phải là chứng quả vị Bồ-Tát. Đến thế giới cực lạc là thành Phật quý vị và thích ca a di đà phật tỳ lô giá na phật có địa vị giống nhau do vậy thật sự phát tâm niệm phật chẳng tuyệt diệu ư người bình phàm chẳng biết lục đạo chúng sanh cũng không biết không chỉ lục đạo chẳng biết ngay cả thanh văn duyên giác bồ tát phật trong mười pháp giới cũng đều không biết mười pháp giới vẫn là phàm phu chưa kiến tánh y như cũ phật trong mười pháp giới chưa phải là chân phật vì thế thiên thai đại sư gọi những gì phật ấy là tương tự tức phật chưa phải là chân phật minh tâm kiến tánh mới là chân phật vì ấy sử dụng chân tâm Vì lẽ đó Pháp môn này không gì cao hơn Không gì bằng khôn sánh Chúng ta đã gặp gỡ Mà trọn chẳng biết trân quý Chẳng biết giá trị Tám dạng bốn ngàn pháp môn Pháp môn nào cũng đều chẳng thể sánh bằng pháp môn này ngay cả Hoa Nghiêm Vẫn chẳng sánh bằng Nếu Hoa Nghiêm thật sự hay hơn Cần gì cuối kinh phải có 10 nguyện phổ hiền Dẫn về cực lạ Chẳng cần thiết Cuối cùng kinh Hoa Nghiêm Vẫn phải dùng 10 đại nguyện dương Của phổ hiền Bồ Tát Dẫn về cực lạc Quý vị nghĩ xem có ý vị gì, gì? bản thân tôi biết mình căng tánh chẳng thông lợi nghiệp chướng rất nặng Hỡi ban đầu học phật suốt người mấy năm chẳng hiểu tịnh độ thầy khuyên tôi học tịnh độ thầy lý đã khuyên mười mấy lần tôi vẫn chẳng động tâm thậm chí còn phải thốt ra những lời mà người bình phàm rất khó nói thầy bảo tôi anh cứ tu tịnh tông thử coi anh thấy bao nhiêu vị đại sư đại đức từ xưa đều học pháp này dạng nhất là bị lừa thì cả đống người như vậy bị lừa Chúng ta bị gạt lần này cũng chẳng sao Dùng những lời như thế bảo ban Khuyên nhủ tôi Tôi chẳng tiếp nhận Tôi cười cười Chẳng dám phản bác thầy Nhưng tôi vẫn học giáo Khi đó tôi học giáo là học quan nghiêm Tin tưởng tịnh độ như thế nào cũng là có một ngày đột nhiên cảm nhận Giang thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát Đó là hai vị Đại Bồ Tát được tôn kính nhất Trong tâm mục của người học Hoa Nghiên Tôi nghĩ hai ngày do học Pháp môn gì mà thành tựu còn có thiện tài đồng tử Là môn sinh đắc ý Là đệ tử nhập môn Của giang thù Bồ Tát Chắc chắn thiện tài tu cùng một pháp môn với Ngài Văn Thù. Lúc đó tôi đã giảng Kinh Hoa Nghiêm được một nửa. Phần sau chưa giảng đến. Lật phần sau ra coi. Coi đến quyển thứ 39 Trong bộ Tứ Thập Hoa Nghiêm Nhận thấy văn thù Bồ Tát Phát nguyện giảng sanh thế giới cực lạc Phổ hiền Bồ Tát cũng phát nguyện giảng sanh thế giới cực lạc Trong phần trước Chúng ta đã niệm hai bài văn phát nguyện của các ngài Tôi cảm thấy rợn giác gà Chuyện này là như thế nào? Sau đấy đọc kỹ lưỡng 53 lần tham học Mới thấu hiểu Vị thiện tri thức thứ nhất Trong 53 lần tham học Là tỳ kheo các tường dân Tu ban châu tam muội Ban Châu Tam Muội là chuyên niệm a di Đà Phật, cầu sanh thế giới cực lạc. Hiện tại đồng tử tham phỏng vị thiện tri thức ấy, tức là gì? Tượng trưng tiên nhập di chủ. Lại nhìn vào vị thiện tri thức cuối cùng, mười đại nguyện dương của Phổ Hiền Bồ Tát dẫn về cực lạc. Chúng tôi khẳng định, hiện tại đồng tử từ đầu tới cuối niệm Phật cầu sanh tịnh độ do như vậy tôi mới tin tưởng tịnh độ mới thật sự không dám ghi dễ kinh luận tịnh độ tôi trở về tịnh độ chẳng dễ dàng nhưng đã quay về bèn thật sự quay đầu chẳng giả tôi đã hiểu rõ ràng sau khi đã hiểu rõ, tôi mới tin tưởng, mới tiếp nhận, chưa hiểu rõ ràng, minh bạch, thầy khuyên cách nào, quý vị thấy tôi đều chẳng động tâm. Vì vậy, những ai đã dẫn tôi vào tịnh độ, hoa nghiêm, pháp hoa, lăng nghiêm, lúc ấy, tôi ưa thích giảng những kinh điển ấy giảng đại ý kinh pháp hoa tôi nhớ hình như lúc ấy giảng đại ý kinh pháp hoa 60 giờ đúng là chẳng dễ dàng Nhận biết rõ ràng, hiểu minh bạch thì mới là được phật thọ ký quý vị thực sự hiểu rõ ràng minh bạch khăng khăng một mực tu học pháp môn này hiện tiền được phật thọ ký khi nào đức phật sẽ thọ ký cho quý vị quý vị đọc đến đoạn kinh gian này ở đây là thọ ký Bồ Đề Thăng quán đẳng giai thọ Bồ Đề ký Chính là thọ ký cho quý vị Nói cách khác Hai câu kinh văn này là Đức Phật thọ ký cho quý vị Chúng ta phải thẳng thừng đảm nhận Chỉ nên khách sáo Nếu nghĩ đây là Phật thọ ký cho Bồ Tát Ta chẳng có phần thì lỡ làng rồi Quý vị phải cùng với các vị Bồ Tát Tiếp nhận lời thọ ký của Đức Phật Đó là chánh xác do vậy quý vị thấy đó mỗi ngày quý vị đọc kinh này là mỗi ngày khai ngộ mỗi ngày được phật quán đảnh mỗi ngày được phật thọ ký khẳng định quý vị phiền não ngày càng nhẹ chắc chắn trí huệ ngày càng tăng trưởng kinh trung câu kinh ấy thọ bồ đề ký Biểu dự hội đại sĩ quân mông thọ kỷ Chúng ta cũng thuộc trong số đó Chẳng lọt ra ngoài Quý vị chẳng chân tâm tu pháp môn này Sẽ chẳng quá phần Chẳng thuộc vào đó Ta chân tâm tu pháp môn này Buông các pháp môn khác xuống Toàn tâm toàn ý chuyên tu pháp môn niệm Phật. Một phương hướng, một mục tiêu. Một phương hướng là Tây Phương tịnh độ. Một mục tiêu là thân cận A-di-đà Phật. Hãy nhớ, hết thể các pháp sanh từ tâm tưởng. Ý niệm, có năng lượng chẳng thể nghĩ bằng. Chúng ta chỉ có một ý niệm này Thân cận A-di-đà Phật Chỉ có một ý niệm ấy vĩnh viễn theo gót A-di-đà Phật Học tập A-di-đà Phật Đó là đúng Định đương tác Phật Giảng sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Chẳng có ai không thành Phật Tuy thành Phật có sớm hay trễ khác nhau, nhưng có thể nói đều là thành Phật rất nhanh chóng. Quý vị thấy, người hạ hạ phẩm giảng sanh trong cõi phàm thánh đồng cư là địa vị thấp nhất. Đạt đến minh tâm kiến tánh. Kiến tánh thành Phật chỉ cần 12 kiếp. Hoặc nhìn chúng ta thấy 12 kiếp rất dài, nhưng trong thế giới cực lạc thời gian ấy rất ngắn. Do thọ mạng là vô lượng thọ, nên 12 kiếp còn chưa bằng 12 ngày. Trong các thế giới phương khác chẳng tìm được điều này. Trong các thế giới phương khác quý vị phải đoạn phiền não. Quý vị nghĩ xem, phiền não rất khó đoạn. Đoạn kiến tư tiền não rồi mới chứng A-la-hán. Thành Phật càng xa xôi. Càng tiến lên cao, phiền não càng khó đoạn. Do vậy, trong các thế giới phương khác, chẳng hạn như trong thế giới sa bà của chúng ta, thành Phật phải mất vô lượng kiếp. Đến Tây phương Cực lạc thế giới, chậm nhất là 12 kiếp, nhanh nhất thì sau, nhanh nhất là tới đó bèn thành, chúng ta chưa thể đạt được nhanh nhất. Nhưng cũng chẳng đến nỗi chậm nhất. Thông thường trong thế giới Cực lạc, để thành Phật ước chừng 3 4 năm kiếp là đã thành tựu. Thật sự hy hữu khó gặp Phục chỉ thì chư đại sĩ quản dị chúng sanh thọ ký tác Phật Câu này đã bao gồm toàn bộ chúng ta trong đó Các vị đại sĩ ấy là các vị Bồ Tát trong Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Mà cũng là các vị Bồ Tát trong mười phương các quả Phật Chẳng có vị nào không giảng bộ kinh này Chẳng có vị nào không truyền pháp môn này Đều là khuyên trọn khắp hết thầy chúng sanh Hãy niệm Phật cầu sanh tịnh độ Những vị ấy đã thọ ký hết thầy chúng sanh làm Phật Thật vậy chẳng giả Chúng ta đã gặp gỡ, phải cảm ơn phải thật sự tu tập Pháp môn này và kinh điển này Đã ban cho chúng ta Hy vọng vô cùng Chúng ta phải nhận biết Phải nắm vững cơ duyên này Quyết định thành tựu trong một đời này Hôm nay đã hết thời gian rồi, chúng ta học tập tới đây. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi. Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo. Chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.